Ok, đối thủ của mình bạn tên là Thoan. Elo 1473 đánh 3004 và thắng 2000. Ván này bạn ấy sẽ được đi trước. Và để xem người ta sẽ sử dụng cái thế cờ nào đây. Một thành tích khá cao đến từ bạn Thoan. Cái tên nghe đọc hơi méo mồm nhỉ. Thế cờ chéo ạ. Và thế cờ chéo này mình sẽ không đỡ cho mọi khi. Mọi khi mình đỡ như này. Nhưng với có vẻ như cái kiểu đỡ đó đã bị các bạn nghiên cứu rất nhiều rồi. Và nó là một cái thế cờ cực mạnh. Yêu cầu các bạn phải yêu cầu cái người kia ấy là phải dùng tư duy thì mình còn đỡ được, chứ còn người đã học thuộc thì đúng là chịu rồi, bởi vì đó là thế cờ win 100%. Và khi người ta đánh vào đây, chúng ta sẽ cần phải làm gì đây? Rồi, cứ chặn bình thường các bạn nhá, bình tĩnh thôi. Nếu như người ta lựa chọn đánh vào đây, rồi mình đã tính được cái chỗ này rồi. Nếu người ta lựa chọn đánh vào cái chỗ này, ôi trời ơi, cái chuột của mình nó khá nhạy, mình đang mới nghĩ vào cái chỗ này thôi chứ chưa muốn bấm đâu nha. Cái đầu tiên là cái mình sẽ sử dụng, đó là kỹ năng phá cờ. Và con chuột của mình khá nhạy các bạn ạ, sẽ cần phải chỉnh lại, tạo ra nước 4-3 để ép cho người ta phải chặn phía này, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ phá cờ cái tình huống này, được chưa? Thực ra người ta đánh con sung win thì nó đã khó đỡ rồi, nhưng mà chúng ta chỉ là ép cho người ta phải nghĩ thôi. Những bạn nào cờ chưa tốt thì cũng chưa chắc đã win được đâu nha. Rồi, khi người ta đánh vào đây thì hiển nhiên là chúng ta chặn thôi. Và bây giờ là cái phạm vi nguy hiểm của mình nó đã đỡ đi tương đối nhiều rồi. Tuy nhiên thế trận vẫn đang thuộc về người ta, và người ta đang kiểm soát cái trận đấu này. Nếu đánh con này thì sao nhỉ? Mình đã không muốn đi đỡ cho lắm đâu, nhưng có lẽ vẫn phải đi theo thôi. Chưa thể nào mà công được ngay, bởi vì mình nhìn thấy là không có nước đi mở. Với cái lối đánh như thế này thì chúng ta sẽ cần phải từ từ đây. Rồi, mình sẽ hạn chế phạm vi mở người ta nha. Bạn này đánh nói chung là đang kiểu là đang tung hỏa mù các bạn ạ. Đánh tứ tung đi để ép cho các bạn mất tập trung. Nhưng mình nghĩ mình sẽ biết cách xử lý đối với những cái bạn như thế này. Mình sẽ phá cái đường chéo này bằng cách tạo ra nước ràng buộc. Và bây giờ mình sẽ không đi đỡ nữa đâu. Mình sẽ đi công nha. Mình sẽ lựa chọn đi công. Bây giờ thì sẽ khác. Nếu người ta đi mở cờ, mình sẽ lại đi chặn. Còn đi chặn thì mình sẽ mở cờ một cách rất tới tấp, bởi vì mình nhìn thấy người ta không thể có những cái nước mở gây nguy hiểm được, mình mới dám tự tin mở đi công thôi. Và những các bạn trình độ tầm trung trung, bạn này mới ở tầm trung mà thôi, thì mình nghĩ mình sẽ vẫn giải quyết được như bình thường, kể cả là người ta có đánh một số win cho đi nữa. Rồi, những con này có vẻ là cũng khá tỉnh nha, phá đường chéo và tạo ra cái sự ràng buộc đường chéo với đường dọc. Tuy nhiên thì con này có vẻ như là vẫn chưa ăn thua. Mình nghĩ mình vẫn giải quyết được trong tình huống này. Tiếp tục mở nước đi công và phá cái đường chéo tương lai của người ta nếu như muốn đi công. Một trong những kỹ năng mở cờ. Khi mà chúng ta muốn mở tốt thì chúng ta phải nhìn được cờ xa. Và các bạn hãy nhớ cái đường chéo này, nó có cái liên kết ở đây. Cái đường chéo này nó sẽ chọc được ra cái chỗ này. Và nó sẽ là một trong những cái điểm mà mình sẽ cố gắng để khai thác. Hoặc là đường chéo này nó có thể đánh ra đây nữa, thì nó sẽ tạo ra những cái nước mở dễ hơn. Nào, bây giờ người ta đang gặp khó khăn các bạn thấy không? Phải suy nghĩ nhiều ngay chứ, làm sao mà thích đánh thế nào thì đánh được, làm gì có cái chuyện đấy đúng không? Đầu tiên mình sẽ kéo này ra này, mặc kệ người ta chặn trên nhá. Người ta chặn trên thì càng sai lầm luôn, bởi vì một mình cái đường chéo này nó không thể đi công được. Còn nếu như chặn trên thì tiếp tục đi mở thôi, đơn giản là vậy thôi. Bây giờ đang suy tính cái đường chéo này phần phải phá kiểu gì đây này. Mình nghĩ là cứ đánh một cách từ từ thôi, không phải gì phải vội luôn. Quá nhiều cách để xử lý.
sẽ làm gì đây? Để xem bạn ấy sẽ làm gì nào. Không dễ đâu. Mười lăm giây, 14 giây. Chắc chắn là đang rất khó khăn đến từ người ta. Và người ta lựa chọn là đánh con này, tạo ra cái nước dọc nằm và nước chéo nằm này. Có vẻ khá ghê, nhưng mình nghĩ mình vẫn sẽ giải quyết được trong cái tình huống này. Đầu tiên mình sẽ kéo vào đây. Nếu người ta chặn trong để tạo ra 4-3, lập tức mình sẽ phá 4-3 để bằng cách đánh vào đây. Để làm gì? Phá được đường 4-3 và gai được nước 4-3 ngược lại và giành quyền đi công. Là một phát 3 nước, làm được một cái 3 điều cùng một lúc. Còn nếu như người ta chặn trên ấy, thì chỉ đơn giản là chúng ta đi công một cách thông thường thôi, đúng không nhở? Nếu như người ta chặn bên trên thì chúng ta sẽ công một cách hết sức thông thường, là mình nghĩ sẽ có chiến thắng. Rồi, chặn trong, vậy thì người ta thua luôn rồi. Bắt buộc thì bây giờ người ta sẽ cần phải đánh vào đây rồi. Mà đánh đâu cũng vậy thôi các bạn ạ. Chặn trên thì mình sẽ win, còn chặn đây thì mình sẽ chặn phá vào đây để tạo ra 4-3. Các bạn nhìn thấy 4-3 không nhở? Đánh con này này, đánh ra đây này, win. Mình rất sợ bấm vào đây bởi vì con chuột của mình đang bị kích đúp 2 lần đấy. Bấm cái nó lại, người ta đang đánh con khác, mình lại đi đánh cái chỗ này, thua vớ vẩn thì buồn cười. Bây giờ thì chắc chắn mình đã có chiến thắng rồi. Các bạn nhìn thấy không nhở? 2 nước nhở, 4-3, một nước 4-3 này và một nước 3-3 này. Được chưa? Đấy. Rất nhiều cách win. Và lúc này thì người ta không có cách để đỡ nữa rồi, chỉ là kéo dài thời gian thôi. Và đó, các bạn xem và cố gắng rút ra những cái kinh nghiệm cho riêng mình, để khi gặp phải những cái đối thủ mà người ta công một cách tung hỏa mù như thế này, người ta công linh đa linh tinh ấy, nhưng mà các bạn mà chặn không sát là cũng hở là cũng thua. Nhưng cần phải biết cách, biết cách xử lý. Thì đây là một trong những cái kinh nghiệm mà mình thi đấu nhiều năm thôi, thì nó đúc kết được như thế này. Hy vọng là sẽ giúp được các bạn cái gì đó, chỉ hy vọng như vậy thôi. Chứ để các bạn mà tiến bộ sâu thì cần phải phụ thuộc các bạn rất nhiều, chứ không thể phụ thuộc vào một vài ba ván cờ như thế này đâu. Chỉ là những tình huống câu kéo thôi. Và khi người ta đánh 3 thì chúng ta sẽ win 4-3. Nước đôi 4-3 mình hay gọi tắt là 4-3, nước đôi 3-3 này hay gọi tắt là 3-3, được chưa nhở? Để hy vọng là những cái bạn mà xem kênh YouTube của mình, nếu mà mới xem thì có thể là chưa hiểu những cái thuật ngữ trong cả caro đâu, thì sẽ cố gắng thực tập. Ok, và đối thủ của mình bạn tên là Thắm. Hello, 1337 đánh 6.600 và thắng 4.300. Đánh thành tích đánh khá nhiều ván đây, gần 10.000 trận và người ta đánh thế cờ chéo. Và bây giờ mình sẽ không đỡ theo kiểu như mọi khi nữa, mà mình sẽ đỡ theo kiểu khác để khiến cho người ta phải có những cái kỹ năng tốt thì mới có thể win được, mặc dù sử dụng số win. Chứ không thể nào mà các bạn thích win là win đâu. Bởi vì cái kiểu kia ấy thì các bạn nghiên cứu nhiều rồi, đâm ra các bạn học thuộc được. Bây giờ mình sẽ cố gắng đổi thật nhiều thôi, đỡ được kiểu này mình lại chuyển sang kiểu khác, để phải khiến cho các bạn phải đúng thực sự sử dụng tư duy. Rồi ok, người ta đánh phá nước chéo và tạo ra 3-3 đúng không? Nhưng các bạn đừng có đánh chặn 3-3 nha, mà phải chặn như thế này này. Phá một đường thôi và tạo ra nước ràng buộc, được chưa nhờ? Cái tư duy là chúng ta cần phải làm như thế thì mới đỡ được cờ. Bây giờ người ta đang có nước chéo này, đường tương lai của nó đây, nước chéo này, không có đường tương lai. Vậy mình có sẽ hai cách để xử lý. Một là chúng ta sẽ đi chặn như thế này, hai chúng ta sẽ đôi công. Và mình sẽ lựa chọn đôi công trong cái tình huống này, đôi công để phá nước của người ta. Mục đích thực sự là đi chặn cờ thôi, nhưng nếu người ta hở thì mình vẫn công chết luôn. Xem nào, gài cờ vào đây được không nhờ? Gài vào đây thì chúng ta sẽ có 4-3 này, sẽ có 4-3 các bạn nhờ. Rồi, người ta chặn vào đây thì win thôi, đánh con này sau đó đánh ra đây là xong rồi, đúng không nhờ? Nếu người ta mà lựa chọn đánh cách ra ấy, à không cứu được, không cứu được các bạn nhá. Cứ tưởng là cứu được nhưng không cứu đâu. Có một cách, có một cách vẫn cứu được một chút thôi. Đó là đánh con này ra, sau đó đỡ ra này, tạo ra cái đường nằm. Nhưng nó chỉ đỡ được một tình huống thôi và vẫn phải đi đỡ cờ, thì
mình sẽ vẫn công chết được thôi, chỉ là thua lâu hơn thôi. Được chưa? Đó, mình sẽ xử lý bằng cách như thế. Mình đã chỉ cho bạn cách tư duy trong cái tình huống này, đúng không?